Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc áo di lê cho bé từ 9 tới 12 tháng tuổi. Chiếc áo này mình sẽ sử dụng hai màu len, một để móc phần áo và một để viền. Ngoài ra các bạn cần chuẩn bị thêm 4 chiếc nút áo để chúng ta cài vào ở phần vai. Ở đây mình sử dụng kim 3mm và len mưu cô tông. Chiếc áo này chúng ta sẽ móc hai thân rời nhau, sau đó chúng ta sẽ may ráp lại. Hai thân các bạn sẽ móc số mũi bằng nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ móc một dây 60 bính. Sau khi chúng ta móc dây 60 bính thì các bạn sẽ bắt đầu móc lên hàng thứ nhất. Các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính. Ba mũi bính này tính là một mũi kép đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ móc mũi kép. Các bạn để ý là 3 mũi bính này sẽ là mũi kép đầu tiên của chân thứ nhất, thì chúng ta sẽ móc vào chân thứ hai. Các bạn móc mũi kép. Như vậy chúng ta sẽ bỏ qua 4 mũi bính đầu tiên này và chúng ta sẽ móc mũi kép vào mũi bính thứ 5. Tiếp tục, các bạn móc mũi kép lần lượt vào những mũi bính cho tới hết dây 60 bính. Sau khi móc xong hàng thứ nhất, chúng ta sẽ quay lại để móc hàng thứ hai. Các bạn móc lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này tính là một mũi kép đầu tiên. Các bạn sẽ bỏ qua một mũi và móc một mũi kép vào chân tiếp theo. Sau đó chúng ta sẽ móc mũi kép ngược lại vào mũi chúng ta đã bỏ qua. Tiếp tục các bạn bỏ qua một mũi và móc mũi kép vào chân tiếp theo. Sau đó lại móc mũi kép ngược lại vào mũi đã bỏ qua. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho tới hết hàng. Mũi cuối cùng, chúng ta sẽ móc mũi kép vào trong đỉnh của dây 3 bính. Các bạn sẽ quay lại để móc hàng thứ ba. Chúng ta móc lên 3 mũi bính. Móc một mũi kép vào mũi tiếp theo. Và các bạn sẽ móc mũi kép lần lượt cho tới hết hàng.
Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho tới khi được 14 hàng. Cứ một hàng là các bạn móc mũi kép bình thường, một hàng sẽ móc mũi kép chéo. Sau khi các bạn móc được 14 hàng thì chúng ta sẽ bắt đầu chiết nách. Các bạn sẽ kéo phần mũi này cho rộng ra và các bạn luồn cuộn len qua. Sau đó chúng ta sẽ rút lại. Và bắt đầu chiết nách. Ở đây mình sẽ chiết phần thân trước. Các bạn sẽ bỏ qua 3 mũi bính đầu tiên và một cụm 2 mũi kép chéo. Chúng ta sẽ không móc 3 cái mũi này. Các bạn sẽ nối đâm kim vào mũi tiếp theo và lấy sợi len lên. Chúng ta sẽ bắt đầu móc hàng 15. Các bạn móc 2 mũi bính. Các bạn đâm kim vào mũi tiếp theo để móc lên mũi kép, nhưng chỉ lấy len qua một lần như thế này. Tiếp tục đâm kim vào mũi tiếp theo, lấy len lên và móc qua một lần. Trên kim có 3 sợi, chúng ta sẽ móc và kéo qua một lần để tạo thành một mũi. Như vậy chúng ta sẽ giảm mũi từ 3 mũi thành 1. Và các bạn sẽ móc mũi kép lần lượt vào trong những mũi tiếp theo. Chúng ta sẽ móc mũi kép cho tới khi còn lại 3 cụm mũi kép chéo ở cuối. Các bạn sẽ móc mũi kép vào mũi đầu tiên của cụm kép chéo thứ 3. Sau đó chúng ta sẽ giảm mũi. 3 mũi kép tiếp theo chúng ta sẽ giảm thành 1 mũi. Chừa lại một cụm cuối cùng này, chúng ta không móc. Hàng thứ 16, các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính. Bỏ qua một mũi, chúng ta không móc. Các bạn sẽ móc mũi kép vào mũi tiếp theo. Và móc một mũi kép vào mũi đã bỏ qua. Tiếp tục các bạn móc giống như những hàng trước. Chúng ta móc những cụm kép chéo cho tới khi còn lại 3 mũi ở cuối. Thì cụm cuối cùng này, các bạn sẽ móc mũi đầu tiên bình thường. Mũi thứ hai chúng ta sẽ móc giảm mũi. Các bạn sẽ móc lấy lên qua một lần. Sau đó chúng ta sẽ móc mũi kép cuối cùng và giảm thành một mũi.
Hàng thứ 17, các bạn sẽ móc lên 2 mũi bính, 1 mũi kép. Đầu tiên, chúng ta sẽ móc mũi kép lần lượt cho tới cuối hàng. Ở hai mũi cuối cùng, chúng ta sẽ móc giảm thành một mũi. Như vậy là chúng ta đã giảm phần nách. Các bạn sẽ móc lên 5 hàng bình thường, không tăng không giảm. Cũng xen kẽ một hàng mũi kép chéo và một hàng mũi kép bình thường. Sau khi móc lên 5 hàng thì chúng ta sẽ bắt đầu chít cổ và chia ra làm hai bên vai. Chúng ta sẽ móc lần lượt từng bên. Đầu tiên chúng ta sẽ móc 3 mũi bính. Tiếp tục móc 12 mũi kép. Ba mũi nửa kép. Một mũi đơn. Và một mũi trượt. Sau đó, chúng ta sẽ lấy cuộn len qua và rút lại. Những mũi còn lại này chúng ta sẽ chừa lại để lát nữa chúng ta móc phần bên kia. Các bạn sẽ bỏ qua một mũi trượt, một mũi đơn, 3 mũi nửa kép và nối len vào trong đỉnh của mũi kép đầu tiên này. Chúng ta lấy len lên và bắt đầu móc. Các bạn sẽ móc lên 2 mũi bính, một mũi kép. Ở đây chúng ta móc như thế này đã là giảm mũi, từ 2 mũi giảm thành 1 mũi. Và tiếp tục các bạn sẽ móc mũi kép chéo. Chúng ta sẽ móc được 5 cụm
kép chéo. Mũi cuối cùng các bạn vẫn móc một mũi kép bình thường. Hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính. Và các bạn sẽ móc mũi kép cho tới cuối hàng. Ở hai mũi cuối cùng, chúng ta sẽ móc giảm thành một mũi. Hàng tiếp theo, các bạn cũng móc lên hai mũi bính, một mũi kép, giảm thành một mũi. Và tiếp tục móc mũi kép chéo. Hàng này chúng ta sẽ móc được 4 cụm kép chéo. Mũi cuối cùng các bạn vẫn móc mũi kép. Hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc mũi kép bình thường cho tới hết hàng. Hàng này chúng ta sẽ không giảm mũi. Hàng cuối cùng chúng ta sẽ móc một hàng mũi kép chéo, cũng không giảm mũi. Và các bạn sẽ kết thúc cắt chỉ. Như vậy là chúng ta đã móc xong một bên vai. Bên vai còn lại chúng ta sẽ nối len vào. Các bạn sẽ đếm từ ở ngoài đầu đếm vào, bỏ qua 8 cụm kép chéo và nối len vào cụm thứ 9. Ở bên này chúng ta móc mũi kép, mũi nửa kép, mũi đơn và mũi trượt. Thì bên này chúng ta sẽ móc ngược lại, đó là móc mũi trượt, mũi đơn, 3 mũi nửa kép và 13 mũi kép. Chúng ta nối len vào mũi đầu tiên này, tính là mũi trượt. Các bạn sẽ móc mũi đơn vào mũi tiếp theo. Khi móc thì các bạn sẽ kèm theo cái sợi thừa này để chúng ta móc dấu vào luôn.
Tiếp tục móc 3 mũi nửa kép. Và 13 mũi kép cho tới hết hàng. Hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính và móc 5 cụm kép chéo. Sau đó chúng ta sẽ móc 2 mũi kép chạm thành 1. Hàng tiếp theo, các bạn sẽ móc lên 2 mũi bính và 1 mũi kép giảm thành 1. Sau đó chúng ta sẽ móc mũi kép cho tới hết. Hàng tiếp theo, các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính và 4 cụm mũi kép chéo. Hai mũi ở cuối chúng ta sẽ móc 2 mũi kép giảm thành 1. Tiếp tục các bạn sẽ móc một hàng không giảm mũi. Hàng cuối cùng chúng ta cũng móc mũi kép chéo và không giảm mũi. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Như vậy là chúng ta đã móc xong thân trước. Thân sau chúng ta cũng móc tương tự như thân trước. Đó là các bạn sẽ móc
60 mũi bính. Sau đó các bạn sẽ móc lên 14 hàng, 3 hàng chiết nách. Và thay vì chúng ta móc 5 hàng như ở thân trước thì các bạn sẽ móc thêm 9 hàng, không tăng không giảm. Sau khi móc xong 9 hàng thì chúng ta sẽ bắt đầu chiết cổ. Các bạn móc 3 mũi bính. Tiếp tục móc 9 mũi kép. Ba mũi nửa kép. Một mũi đơn và một mũi trượt. Chúng ta cũng lấy cuộn len qua. Kéo lại. Quay lại, các bạn sẽ bỏ qua một mũi trượt, một mũi đơn, ba mũi nửa kép và chúng ta sẽ đâm kim vào mũi kép đầu tiên. Lấy len lên. Móc lên ba mũi bính và bốn cụm mũi kép chéo. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Và tiếp tục móc phần vai phía bên này. Các bạn sẽ đếm bỏ qua 7 cụm. Và nối len vào trong phần mũi cuối cùng của cụm thứ 7. Đây là một mũi trượt. Các bạn sẽ móc mũi đơn vào mũi tiếp theo. 3 mũi nửa kép. 10 mũi kép. Hàng cuối cùng chúng ta cũng móc 3 mũi bính, 4 cụm kép chéo. Và một mũi kép cuối cùng. Kết thúc.
Như vậy là chúng ta đã móc xong thân sau. Bây giờ chúng ta sẽ ráp hai thân lại với nhau. Chiếc áo này mình sẽ ráp thân ở hai bên hông này thôi. Còn phần trên vai này mình sẽ không ráp, mà phần trên vai này mình sẽ để làm phần nút cài, để khi mà các bạn mặc áo vào cho bé thì sẽ dễ dàng hơn. Để ráp hai thân thì chúng ta sẽ áp mặt phải của hai thân lại với nhau và chúng ta sẽ ráp ở mặt trái. Các bạn coi cái hàng đầu tiên này, cái phần đường gân này nó nổi lên thì là mặt phải. Chúng ta sẽ ép hai mặt phải vào với nhau. Các bạn có thể dùng kim để may ráp vào. Ở đây thì mình sẽ móc, đâm kim qua cả hai thân. Sau đó chúng ta sẽ lấy sợi len lên, móc lên một mũi bính và móc một mũi đơn vào cùng chân với chỗ mà chúng ta vừa nối len. Tiếp tục móc 3 mũi bính. Và chúng ta sẽ bỏ qua những cái phần thân mũi này, phần thân mũi kép hoặc là phần 3 mũi bính này chúng ta sẽ không có móc vào, mà chúng ta sẽ móc vào cái mũi ở giữa. Nghĩa là ở giữa hai hàng có một mũi, chúng ta sẽ móc vào đây. Các bạn sẽ đâm kim qua cả hai thân và móc một mũi đơn. Tiếp tục mình sẽ móc 3 mũi bính và móc phần mũi tiếp theo. Cứ như vậy, móc 3 mũi bính và ráp vào phần mũi ở giữa hai hàng. Các bạn có thể dùng kim để may ráp vào cũng được. Các bạn lặp lại như vậy cho tới khi ráp xong. Sau khi ráp xong thì chúng ta sẽ cắt len và lật ra mặt phải. Tiếp tục chúng ta sẽ móc viền gấu áo. Ở đây mình sử dụng màu trắng. Các bạn có thể dùng màu nào các bạn thích. Mình sẽ nối len vào, móc len một mũi bính và móc một mũi đơn vào cùng chân với chỗ nối len. Mình sẽ gài cái mũi đầu tiên này lại để đánh dấu. Sau đó mình sẽ móc mũi đơn lần lượt cho tới hết phần gấu. Khi mà các bạn móc thì các bạn sẽ giấu luôn cái phần sợi thừa này. Sau khi chúng ta móc viền một hàng mũi đơn thì ở mũi cuối cùng này mình sẽ kết lại với mũi đầu tiên bằng một mũi trượt.
móc lên một mũi bính, một mũi đơn vào cùng chân. Mình sẽ gài mũi đầu tiên này lại. Sau đó các bạn sẽ bỏ qua hai mũi không móc. Chúng ta sẽ móc 5 mũi kép vào chân tiếp theo. Bỏ qua hai mũi, một mũi đơn vào chân tiếp theo. Tiếp tục, các bạn sẽ lặp lại. Bỏ qua hai mũi và móc 5 mũi kép. Bỏ qua hai mũi, móc một mũi đơn. Các bạn lặp lại như vậy cho tới hết. Ở mũi cuối này, sau khi chúng ta móc xong 5 mũi kép, thì thay vì các bạn móc mũi đơn thì chúng ta sẽ nối bằng mũi trượt với lại mũi đầu tiên này. Và các bạn sẽ cắt len. Phần len thừa này chúng ta sẽ giấu vào bên trong. Và chúng ta sẽ cắt những cái phần len thừa. Như vậy là chúng ta đã viền xong phần gấu. Tiếp tục, chúng ta sẽ viền nách và viền cổ. Các bạn sẽ nối len vào phần nách. Cũng móc lên một mũi bính và một mũi đơn vào cùng chân. Sau đó chúng ta sẽ móc mũi đơn để viền. Các bạn sẽ móc vào bên trong của phần 3 mũi bính này. Chúng ta sẽ móc vào bên trong này 2 mũi đơn. Phần mũi ở giữa hai hàng chúng ta sẽ không móc mà chúng ta sẽ móc một mũi bính. Tiếp tục móc vào phần thân này 2 mũi đơn. Một mũi bính. Và móc vào phần thân của hàng tiếp theo 2 mũi đơn. Một mũi bính. 2 mũi đơn. Chúng ta sẽ lặp lại cho tới hết cái phần lỗ tay này, để lên tới phần vai.
phần vai này. Sau khi chúng ta móc xong hai mũi đơn vào phần thân mũi ở bên hông thì các bạn sẽ móc một mũi bính và chúng ta sẽ móc lần lượt 10 mũi đơn ở phần vai. Tiếp tục móc sang phần cổ một mũi bính và hai mũi đơn vào phần thân mũi. Đến phần ở dưới này, lúc nãy chúng ta lấy sợi len lên thì nó thừa ra một đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc để giấu luôn cái sợi này vô. Chỗ này chúng ta sẽ móc mũi đơn. Và chúng ta viền tiếp tục mũi đơn cho tới phần vai bên kia. Các bạn sẽ viền như vậy cho tới hết xung quanh cả phần thân trước và thân sau. Sau khi chúng ta móc viền xung quanh cả thân trước và thân sau thì tới mũi cuối cùng, chúng ta sẽ nối lại với mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Tiếp tục móc lên một mũi bính và các bạn móc một mũi đơn vào cùng chân. Hàng này chúng ta sẽ tiếp tục móc mũi đơn, nhưng những mũi bính ở hàng trước chúng ta sẽ không móc, mà chúng ta chỉ móc mũi đơn vào trong hai phần mũi đơn này. Những mũi bính ở giữa hai mũi đơn chúng ta sẽ không móc. Ở phần nách này thì các bạn sẽ móc mũi đơn bình thường. Bỏ qua một mũi bính, các bạn sẽ móc tiếp hai mũi đơn và bỏ qua một mũi bính này. Lên tới phần vai của phần thân trước thì chúng ta sẽ chừa lỗ để chúng ta cài nút. Ở phần mũi bính trên đỉnh này chúng ta sẽ móc vào đây hai mũi đơn. Hai mũi đơn này sẽ tạo độ cong cho phần góc ở phía trên. Sau đó chúng ta sẽ móc vào phần vai này. Mình sẽ chừa lỗ để cài nút. Các bạn sẽ móc một mũi đơn vào phần vai. Sau đó móc hai mũi bính. Bỏ qua hai mũi không móc. Tiếp tục các bạn sẽ móc mũi đơn
Chúng ta sẽ móc vào đây 4 mũi đơn. Hai mũi bính. Bỏ qua hai mũi không móc và móc một mũi đơn vào mũi cuối cùng. Tiếp tục, các bạn sẽ viền sang phần cổ. Chúng ta móc hai mũi đơn vào mũi bính ở đầu này. Và tiếp tục móc mũi đơn. Cũng bỏ qua mũi bính không móc, chỉ móc mũi đơn vào trong phần hai mũi đơn ở hàng trước. Phần ở dưới cổ này thì các bạn sẽ móc mũi đơn bình thường. Các bạn sẽ móc qua tới phần vai bên này thì chúng ta sẽ tạo lỗ tương tự giống như phần vai bên này. Đó là các bạn sẽ móc hai mũi đơn vào mũi bính ở đỉnh. Sau đó móc một mũi đơn vào phần vai. Bỏ qua hai mũi. Móc hai mũi bính và móc bốn mũi đơn ở giữa. Bỏ qua hai mũi. Móc hai mũi bính và móc một mũi đơn vào phần cuối cùng. Sau đó chúng ta tiếp tục viền xung quanh cho tới hết phần thân sau. Mũi cuối cùng chúng ta cũng nối lại với mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Sau đó tiếp tục viền thêm một hàng. Móc lên một mũi bính. Một mũi đơn vào cùng chân. Móc tiếp 4 mũi đơn. Móc 3 mũi bính. Và chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào trong phần chân của 3 mũi bính này. Tiếp tục móc 5 mũi đơn. Ba mũi bính và móc một mũi trượt. Năm mũi đơn. Ba mũi bính và móc một mũi trượt vào chân. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho tới hết phần tay. Sau khi viền hết phần tay lên tới phần vai thì các bạn sẽ không móc những mũi bính này nữa mà chúng ta sẽ móc mũi đơn bình thường. Ở mũi ở đỉnh này chúng ta sẽ móc hai mũi đơn vào cùng một chân để tạo phần góc cong và tiếp tục móc mũi đơn. Hàng trước chúng ta đã móc hai mũi bính thì hàng này chúng ta sẽ móc vào đây hai mũi đơn.
Ở góc chúng ta sẽ móc hai mũi đơn vào một chân và tiếp tục viền sang phần cổ. Phần cổ chúng ta chỉ móc mũi đơn bình thường, không tạo mũi bính như phần tay. Chúng ta sẽ móc viền qua tới phần vai bên này. Và cũng tương tự giống như phần vai bên này, chúng ta sẽ móc mũi đơn. Đến phần tay thì các bạn sẽ lại tạo phần mũi bính viền như thế này. Cứ 5 mũi đơn thì các bạn sẽ móc lên mũi bính, viền hết phần tay. Đến vai và cổ thân sau thì chúng ta lại móc mũi đơn bình thường. Các bạn móc viền cho tới hết thì chúng ta sẽ kết lại với mũi đầu tiên bằng một mũi trượt. Như vậy là đã xong. Sau khi móc xong thì chúng ta sẽ may nút vào phần vai của thân sau và chúng ta cài vào phần lỗ của thân trước như thế này. Như vậy là chúng ta đã móc xong áo di lê cho bé. Các bạn cũng có thể móc thêm những họa tiết trang trí và đính vào phần thân tùy ý. Chúc các bạn thành công!